Sao giờ này con còn chưa về? Con chào cô. Từ cô, con đang đọc cuốn sách nói về ước mơ. Cuốn sách này hay lắm cô ạ. Vậy à, vậy ước mơ của con là gì? Con mơ ước được trở thành một người lính cứu hỏa cô ạ. Tại sao con lại mơ ước trở thành người lính cứu hỏa? Con có biết nghỉ chữa cháy sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm không? Thưa cô, con muốn trở thành người lính cứu hỏa vì con muốn giúp đỡ thật nhiều người. Họ thật dũng cảm, sẵn sàng hy sinh thân mình vì bình yên của người dân. Trong gia đình con, bố con cũng là một người lính cứu hỏa. Con luôn tự hào về công việc của bố và luôn muốn kể cho tất cả mọi người nghe về ước mơ được trở thành người lính cứu hỏa giống như bố của con. Họ đã sống như những đóa hoa làm đẹp trong đời cô ạ. Ước mơ của con thật đẹp và lớn lao. Vậy con kể cho cô nghe về câu chuyện đó được không nào? Dạ vâng được cô ạ. Bảo được bay xa, góp phần gìn giữ, kế thừa và xây dựng đất nước trong thời đại mới.